tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Gia đình danh ca Thái Thanh thông báo về lễ viếng, khán giả mùa điệu đau buồn vì không thể đưa tiễn. Trong cáo phó, gia đình Ý Lan viết, thay cho sự tham dự, chia buồn, an táng và phúng điếu, mọi người yêu thương tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh hãy cùng cầu nguyện cho mẹ chúng tôi được an nghỉ trong yên bình. Ngoài ra, gia đình nữ danh ca cũng không nhận phúng điếu vào vòng hoa. Thương tiếc sự ra đi với danh ca Thái Thanh, hàng loạt nghệ sĩ đã chia sẻ sự trân trọng, yêu mến dành cho bà. Ca sĩ Quang Thành viết trên trang cá nhân, tưởng nhớ danh ca Thái Thanh, kính lời cầu nguyện đến bà và chia buồn cùng gia đình. Nhớ về bà, Quang Thành chia sẻ, hơn cả tiếng hát tượng đài kia đó là nhân cách của bà. Những ai may mắn được tiếp xúc với bà phải thừa nhận rằng bà là người nghệ sĩ của nghệ sĩ, vừa gần gũi vừa thanh cao, vui vẻ nhưng thật đáng kính. Với bà, việc hát là đạo. Bà như từ điển sống của hùng sử ca và tinh ca Việt Nam. Bà yêu và hiểu trọn vẹn nhất tình hoài hương, quê nghèo, tiếng dân chài, hội trùng chương. Ca sĩ Quang Dũng cho biết danh ca Thái Thanh ra đi tại một bệnh viện thuộc hạt Orange, Nam Cali, Mỹ. Bà ra đi do tuổi cao sức yếu. Nhiều năm trước bà đã nằm viện và gia đình Ý Lan thường xuyên thay nhau vào viện chăm sóc. Danh ca Thái Thanh qua đời vào sáng ngày 17 tháng 3. Bà tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1934 tại Hà Nội. Bà đi hát và thành công từ năm 14 tuổi. Bà nổi tiếng cùng ban hợp ca Thăng Long của gia đình. Đến năm 1950, bà hát solo và lấy nghệ danh Thái Thanh. Nhiều năm qua, bà được giới chuyên môn đánh giá là đệ nhất danh ca của dòng nhạc tiền chiến và dòng nhạc tình ca lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy. Danh ca Thái Thanh không theo học một lớp nhạc chuyên nghiệp nào, tự luyện giọng từ nhỏ theo các lối hát dân ca và sách nhạc tiếng Pháp. Bà đã tạo ra một cách hát riêng biệt, kết hợp giữa opera và dân nhạc Việt. Bà sang Mỹ định cư cùng gia đình năm 1985, đến năm 2002, nữ danh ca giải nghệ. Năm 2000, bà bị tai biến mạch máu não phải nhập viện cấp cứu. Năm 2005, gia đình đã tổ chức một đêm nhạc thính phòng mang tên Vinh Danh Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, với sự tham gia của bà cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng của thế hệ sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.